ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cát Lê Tuyết ạ. Hôm nay Tuyết là một người đi đường. Tuyết ở đang ở có mặt ở ngang cái vùng bên ngã 6 Phù Đổng. Đây là có một cái sự việc đang diễn ra mà Tuyết cảm thấy rất là hoan nghênh Ủy ban dân thành phố cũng như là công ty điện lực cũng như là các ban ngành liên quan. Thì ở đây hôm nay có một cái sự kiện là giải phóng toàn bộ cái ổ nhện. Đây là cái ổ dây, tất cả các loại dây đã được giải phóng thành bao nhiêu dây điện đây nè nha các bạn. Đây là chỉ là một phần nhỏ thôi nha mấy bạn. Phải nói là một điều rất là tuyệt vời và một cái hành động này là cả một sự chờ đợi của các cư dân sống quanh đây. Bao nhiêu dây đây đã được hạ xuống rồi nha các bạn. Tiếp vừa thấy là có một chiếc xe rất là cũng khá là to đã chở một mớ dây đi rồi đó. Cái dây ở trên mình cắt hết rồi, lúc là mình mở cái dây ngầm hả? Dạ. Đó là chỉ thị của quan. Chỉ thị của ban dân thành phố nha mấy bạn. Các dây này sẽ được đấu nối ngầm ở dưới chứ không còn ở trên cao nữa. Các bạn có tưởng tượng là trước khi mà tháo dỡ cái tình trạng này là có bao nhiêu dây đây là đang ở trên đầu chúng ta. Coi như là ở trên bao nhiêu là hạ xuống bấy nhiêu nè mấy bạn. Đây là một cái hoạt động mà chỉnh trang đô thị của Ủy ban dân thành phố và công ty điện lực nha các bạn. Thế thì chú ơi, những cái đường dây điện như thế này thì bây giờ nó đâu có còn điện đâu phải không? Có nghĩa là bây giờ á, những cái dây điện này nó không có còn điện nữa, mình chỉ cần hạ xuống để mình chỉnh trang lại đô thị thôi. Còn cái dòng điện mà các cáp ngầm của các mình về internet và điện thì nó đã được chôn dưới lòng đất, nó đã được có cái đường dẫn dưới lòng đất hết rồi nha các bạn. Phải nói là hoan nghênh Ủy ban dân thành phố và cũng như là các bộ phận ban ngành có liên quan đã một cái hoạt động là tạo mỹ quan đô thị và tạo cho cái thành phố của một trong những thành phố lớn nhất của Việt Nam trở nên văn minh hiện đại và phát triển hơn nữa. Các anh làm việc cũng khá là vất vả nha mấy bạn. Chú ơi, bữa nay thành phố được giải phóng khỏi ổ điện là chú có... Tôi rất vui mừng khi nào mà là những con cột điện này nó là ra rời khỏi ra đây vậy cho nó quan đảng thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ở đây là rất là phức tạp. Nếu dạ. Mà để nhiều cột điện thì rất là nguy hiểm. Dạ, đúng rồi chú. Đây là chú Tâm. Ngày nào cũng đến sửa khóa ở đây nha các bạn. Các bạn có sửa khóa thì ghé đây ủng hộ chú nha các bạn nha. Đây là tiếp để thôi là số điện thoại ở đây nha các bạn. Các bạn ơi, đây là một trong những con đường kế bên cái ngã 6 Phù Đổng mà nãy tiếp đã quay các dây điện á mấy bạn. Không có còn thấy bóng dáng của dây điện như, cũng như là những cái ổ mắc xích như thế nữa. Và ở đằng xa kia thì vẫn còn đang chờ giải phóng những cái dây điện nó xuống. Hy vọng rằng các hoạt động này sẽ được thực thi một cách nhanh chóng. Và đây là một trong những dây cột điện đang chờ giải tỏa nha các bạn. Đang chờ hạ xuống. Đây nữa mới là ghê nha các bạn. Trời ơi là trời, biết cái gì đây luôn á. Đây là đường Cách Mạng 8 nha các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi kênh của Tuyết ạ.
trước khi nói lời tạm biệt thì các bạn ơi, đừng có quên nhấn cái nút subscribe kênh, cái nút đăng ký kênh màu đỏ dưới đây ạ, giúp Tuyết để Tuyết có cái động lực phát triển và làm nhiều clip tiếp theo các bạn nha.